Kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Trải qua 4 năm liên tiếp đồng hành với hơn 1.000 khách hàng cùng đầu tư và phát triển, báo cáo chiến lược là chương trình được rất nhiều nhà đầu tư mong đợi. Đáp ứng kỳ vọng của anh chị nhà đầu tư, AZFIN chính thức đưa ra báo cáo chiến lược năm 2025 với chủ đề phòng thủ vững, tăng trưởng bền. Trước khi đến với báo cáo chiến lược năm 2025, hãy cùng AZFIN điểm lại hình ảnh của báo cáo chiến lược so với VN Index trong vòng 4 năm qua. Đây chính là hình ảnh trực quan so sánh kết quả danh mục báo cáo chiến lược của AZFIN so với VN Index đã có báo cáo chi tiết thực tế từng năm. Năm 2021, VN Index đạt lợi suất 32,1%, báo cáo chiến lược của AZFIN đạt 76,3%. Năm 2022, VN Index đạt lợi suất âm 26,4%, báo cáo chiến lược của AZFIN đạt âm 9,4%. Năm 2023, VN Index đạt lợi suất 12,2%, báo cáo chiến lược của AZFIN đạt 36,3%. Năm 2024, VN Index đạt lợi suất 13,5%, báo cáo chiến lược của AZFIN đạt 29,5% tính đến hết tháng 11 năm 2024. Thị trường chứng khoán luôn có nhiều biến số khó lường, khiến bản thân nhà đầu tư luôn hoang mang, không biết nên đầu tư như thế nào, đầu tư vào đâu và đặc biệt chiến lược đầu tư như thế nào để đạt hiệu quả sinh lời cao mà phải an toàn vốn. Thấu hiểu những băn khoăn đó, AZFIN đưa ra chương trình báo cáo chiến lược được tổ chức thường niên nhằm đồng hành cùng các nhà đầu tư của mình trong hành trình cả một năm đầu tư. Báo cáo chiến lược năm 2025 phòng thủ vững, tăng trưởng bền gồm xu hướng thị trường chứng khoán năm 2025 và danh mục 11 mã top đầu được lựa chọn kỹ lưỡng từ 6 ngành tiềm năng cho năm 2025 thông qua các tiêu chí sau: ROE cao hơn 1,5 trung bình thị trường, PE được thiết kế thấp hơn trung bình VN Index từ 20 đến 50%, cổ tức cao gấp 3 lần trung bình VN Index, tăng trưởng kết quả kinh doanh cao hơn 1,2 đến 1,4 lần VN Index. Các tiêu chí này giúp cho danh mục báo cáo chiến lược vừa có dòng tiền từ cổ tức cao hơn gửi ngân hàng để đảm bảo tính phòng thủ vững cho vốn đầu tư, vừa có sự tăng trưởng bền từ kết quả kinh doanh cao hơn VN Index từ 1,2 tới 1,4 lần để đảm bảo hiệu suất đầu tư sinh lời vượt trội thị trường trong dài hạn. Phòng thủ vững, tăng trưởng bền là chiến lược đầu tư trong báo cáo chiến lược năm 2025 của AZFIN nhằm giúp nhà đầu tư có được danh mục trong một có hai, vừa có tiềm năng tăng trưởng, vừa có cổ tức cao hơn gửi ngân hàng. Chương trình báo cáo chiến lược năm 2025 sẽ được phát hành vào thứ Tư ngày 18 tháng 12 năm 2024 và livestream giải đáp kín vào ngày 21 tháng 12 năm 2024 với các nội dung tổng kết vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2024, nhận định triển vọng thị trường và dự đoán kịch bản vĩ mô năm 2025, chiến lược giải ngân và đầu tư cho danh mục năm 2025, lựa chọn danh mục top 11 cổ phiếu trong 6 ngành tiềm năng đầu tư năm 2025, trao đổi và giải đáp về danh mục. Báo cáo chiến lược năm 2025, phòng thủ vững, tăng trưởng bền gồm 3 gói sản phẩm: gói báo cáo chiến lược thường, gói báo cáo chiến lược nâng cao, gói quản lý gia sản. Ngoài ra, khi anh chị nhà đầu tư nhanh tay đăng ký trước 12 tháng 12 sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn trị giá lên đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, ưu đãi ngay 15% cho nhóm 3 người. Đăng ký tham gia ngay báo cáo chiến lược năm 2025 với 3 bước đơn giản sau. Bước 1, nhà đầu tư quét mã QR code hoặc truy cập vào link đăng ký được đặt tại phần mô tả. Bước 2, hoàn thành lệ phí đăng ký theo từng gói đăng ký. Bước 3, sau khi hoàn thành lệ phí, nhà đầu tư sẽ được tham gia vào group báo cáo chiến lược năm 2025 và nhận báo cáo chiến lược vào ngày 18 tháng 12 năm 2024. AZFIN tin rằng báo cáo chiến lược năm 2025, phòng thủ vững, tăng trưởng bền sẽ trở thành tấm bản đồ dành riêng cho quý nhà đầu tư theo đuổi trường phái đầu tư giá trị năm 2025. Liên hệ 0977 522 860 để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí